Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, giáo dục Nhật Bản được coi là một trong những nền giáo dục hàng đầu thế giới, là hình mẫu được nhiều quốc gia noi theo. Thế nhưng ở trong nước thì nền giáo dục Nhật Bản vẫn luôn gặp rất nhiều ý kiến trái chiều. Những nhà nghiên cứu giáo dục Nhật Bản rất nghiêm túc trong việc phản biện các vấn đề giáo dục. Ryo Uchida, phó giáo sư chuyên ngành xã hội giáo dục tại Đại học Nagoya là một trong những chuyên gia như vậy. Ông đã đề cập đến những vấn đề mặt trái của giáo dục Nhật Bản được núp bóng dưới những điều tốt đẹp ở trong cuốn sách Căn bệnh giáo dục. Nguy cơ giáo dục khiến cho học sinh và giáo viên Nhật Bản khổ sở. Trong Căn bệnh giáo dục, tác giả Ryo Uchida đã nghiêm túc chỉ ra một số nguy cơ tồn tại trong giáo dục Nhật Bản như vấn đề thành tích trong thể dục đội hình khổng lồ hóa, câu lạc bộ judo và các câu lạc bộ ngoại khóa của Nhật Bản, sức ép vô hình của lễ thành nhân 1/2, nghi lễ được tiến hành để chúc mừng học sinh lớp 4 tiểu học tròn 10 tuổi, hay những nguy cơ của giáo dục trong xã hội công dân. Tác giả cho rằng một trong những nguyên nhân rào cản của giáo dục trường học còn ở chính các giáo viên và phụ huynh. Họ vừa là nạn nhân, lại vừa là tác nhân gây ra căn bệnh giáo dục, khi bị chính những thứ tưởng là những điều tốt đẹp mê hoặc. Những câu chuyện của giáo dục Nhật Bản tưởng chừng rất xa vời, nhưng cũng không hiếm gặp trong giáo dục Việt Nam. Thưa quý vị, để cùng tìm hiểu rõ hơn về cuốn sách Căn bệnh giáo dục của tác giả Ryo Uchida, phó giáo sư chuyên ngành xã hội giáo dục tại Đại học Nagoya, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu dịch giả Nguyễn Quốc Vương, và tính đến thời điểm hiện tại thì anh Vương đã viết và dịch hơn 70 cuốn sách về đề tài giáo dục, lịch sử và văn hóa, đặc biệt là tác phẩm Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản đã nhận giải thưởng giải sách hay năm 2020. Lời đầu tiên xin được trân trọng cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Xin chào biên tập viên Huyền Phương, xin kính chào quý vị khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa chuyên gia Nguyễn Quốc Vương, giáo dục Nhật Bản được đánh giá là một trong những nền giáo dục hàng đầu ở trên thế giới, là hình mẫu cho rất nhiều các quốc gia học tập và noi theo. Tuy nhiên thì tại sao anh lại chọn dịch và giới thiệu về một cuốn sách phản biện về những vấn đề trong giáo dục của chính đất nước này ạ? Ông phó giáo sư Ryo Uchida là một tác giả mà gần đây được giới giáo dục học ở Nhật rất là chú ý, tại vì những cái công trình nghiên cứu mang tính thực chứng cao của ông ấy. Hơn nữa, giáo dục Nhật Bản tuy có một lịch sử rất là lâu dài và đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên thì chính bản thân người Nhật họ luôn nhìn vào thực tế để phản biện và tìm ra những điểm yếu của nền giáo dục đó để cải thiện, thay vì là họ tự hào hay là họ ca ngợi các thành tích của họ. Văn hóa này của Nhật gọi là văn hóa cải thiện hoặc là kaizen, tức là người Nhật luôn hướng đến một cái gì đó hoàn hảo, phát triển hơn nữa. Chính vì vậy mà bên cạnh việc người Việt chúng ta học hỏi những cái hay của nền giáo dục Nhật Bản, thì tôi nghĩ là ở một phương diện khác, chuyện nhìn xem giáo dục Nhật Bản đã đối mặt với vấn đề gì và họ giải quyết ra sao và giải quyết như thế nào cũng là một điều rất là quan trọng. Và đó là lý do mà khi mà tôi đọc các bình luận của độc giả Nhật về cuốn sách này, cũng như là tóm tắt của cuốn sách trên các trang mạng, thì tôi đã quyết định tìm đọc cuốn sách này và giới thiệu cho nhà xuất bản Phụ Nữ ở Việt Nam để dịch cuốn này và xuất bản ở Việt Nam. Ở đây tác giả cũng đã chỉ ra một số nguy cơ tồn tại ở trong giáo dục Nhật Bản, ví dụ như là vấn đề chạy theo thành tích hay là phớt lờ những nguy cơ, hay là việc trẻ bị trừng phạt thân thể. Vậy thì theo anh là nguyên nhân từ đâu ạ? Khái quát và cơ bản nhất tác giả chỉ ra trong cuốn sách này đó là tâm lý nói chung của con người, đặc biệt là giáo viên, phụ huynh và nhà quản lý, thường bị lóa mắt bởi ánh sáng của giáo dục. Tức là giáo dục có thể thay đổi số phận con người, giáo dục có thể đưa đất nước Nhật Bản từ một đất nước đổ nát sau chiến tranh trở thành một đất nước giàu có vị trí kinh tế hàng đầu thế giới. Và chính vì thế mà khi tiếp cận giáo dục thì người ta trong vô thức hoặc là có thể nhận ra chút ít, nhưng mà người ta sẽ bị cái ánh sáng của giáo dục, ví dụ thành tích đạt được, trường đạt được, địa phương đạt được, đất nước đạt được, mà quên đi rằng là giáo dục là một sản phẩm của con người, là hoạt động của con người. Chắc chắn một điều, nó có thể gây ra những tác hại mà nếu như không thận trọng thì chúng ta sẽ làm cái tác hại đó gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em. Chúng ta có thể thấy rằng là không chỉ ở Nhật Bản mà ở Việt Nam vẫn có những tình trạng như là khổ luyện thành tài, hay là quan niệm trừng phạt thân thể để trẻ có thể kỷ luật và tiến bộ hơn, hay là cái cách xử lý lơi lỏng đối với vấn đề trừng phạt thân thể không chỉ tồn tại ở Nhật Bản mà có lẽ là còn tồn tại ở trong giáo dục Việt Nam. Vậy thì theo anh Nguyễn Quốc Vương thì đây có phải là nguyên nhân chung cho rất nhiều những vấn đề của giáo dục của chúng ta hiện nay hay không ạ? Vấn đề này là vấn đề chung của giáo dục thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thì có một số đặc trưng nó làm cho vấn đề này trầm trọng hơn. Ví dụ như ở Nhật trước kia những năm 60-70 chẳng hạn, thì trong giai đoạn mà nước Nhật mà chạy đua với bằng cấp ấy,
thì những biểu hiện nó gần như là chúng ta hiện nay. Nhưng mà bây giờ ở Nhật thì cái bạo lực học đường hay là trừng phạt thân thể nó như trong cuốn sách đề cập ấy, nó đi vào dạng ngầm, hay là nó xảy ra dưới góc độ là nhỏ lẻ hoặc dưới các tai nạn. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì cái chuyện mà thỉnh thoảng báo chí đưa lên những cái vụ mà giáo viên có thể đánh học sinh rất là đau, hoặc là cho các học sinh khác trừng phạt học sinh của mình. Bởi vì ở Việt Nam chúng ta có một cái đặc trưng nó hơi khác Nhật một chút, nó làm cho vấn đề trầm trọng, đó là tính chất gia trưởng trong mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta thường coi giáo viên cũng giống như cha mẹ, và thậm chí là nhiều phụ huynh cũng coi là như vậy. Cho nên là đôi khi chúng ta sẽ phạm cái sai lầm, đó là khi chúng ta dùng các biện pháp nghiêm khắc xâm phạm đến thân thể của học sinh thì người thầy lại không có ý thức là mình đang sai, mình đang vi phạm quyền trẻ em, hoặc là luật giáo dục, hoặc là các quy định về bảo vệ trẻ em. Mà đôi khi người thầy đã xuất phát từ ý nghĩ rất là tốt đẹp, giống như trong tác giả Ryo Uchida có nói là mình đang làm công tác giáo dục và muốn tốt cho học sinh. Và bản thân các cấp quản lý đôi khi do yếu tố văn hóa không để ý điều này, và dẫn đến là lơi lỏng trong quản lý giáo viên hoặc là giáo dục giáo viên. Ngay cả trong gia đình, chuyện nặng lời với con hay là dùng bạo lực với con là không được xã hội chấp nhận, được pháp luật chấp nhận. Nhưng mà khi mà đem mối quan hệ gia đình gia trưởng đó áp dụng vào trường học thì nó còn dẫn đến là sai lầm xa nữa, đi xa nữa. Xin được cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Quốc Vương. Thưa quý vị, cùng với dòng sách giáo dục của Nhật Bản, cuốn sách Căn bệnh giáo dục của tác giả Ryo Uchida lại là một góc nhìn rất khác, phản biện về những vấn đề trong giáo dục trên đất nước này. Cuốn sách sau khi được ra mắt đã nhanh chóng thu hút được bạn đọc và trở thành cuốn sách tham khảo đối với những nhà nghiên cứu giáo dục. 5 năm gắn bó với công việc giáo viên mầm non, với tình yêu nghề, cô Trà Vinh luôn trăn trở, tìm tòi nhằm ứng dụng hiệu quả các phương pháp và kỹ thuật dạy học sáng tạo cho học sinh. Vì vậy, những cuốn sách giáo dục của các nước như Nhật Bản, Đức, Ý luôn là tài liệu tham khảo không thể thiếu của cô. Không chỉ để học hỏi những điều hay, việc biết đến những nguy cơ tồn tại trong giáo dục như cuốn sách Căn bệnh giáo dục đã chỉ ra đối với cô cũng vô cùng quan trọng. Nó là cái mặt mà gọi là một cái góc khuất, nó coi như là một cái tảng băng chìm ấy mà mình chưa bao giờ mình nhìn thấy. Và em cũng khá là bất ngờ khi mà đọc về những cái dụ như là trừng phạt thân thể. Bạo hành lời nói nó đã là nặng rồi, mà nếu mà động đến thân thể, nghĩa là nó là bạo hành về cái thân thể ấy, thì nó lại càng không thể chấp nhận được. Cái người làm giáo dục ấy, người ta sẽ phải nhìn nhận lại xem là mình làm như thế thì có phải là hướng đến trẻ hay không. Trong Căn bệnh giáo dục, tác giả phó giáo sư Ryo Uchida đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề nóng của giáo dục Nhật Bản mà dư luận luôn quan tâm, như bệnh thành tích, trừng phạt thân thể, tự sát, bắt nạt học đường. Vì vậy, ngay khi cuốn sách được dịch và xuất bản tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm không chỉ của người làm trong lĩnh vực giáo dục mà còn cả các bậc phụ huynh. Việc mà đưa ra mặt trái của nó thì cũng là một cái rất là hay, bởi vì là người ta không thể nhìn mãi vào những cái mà nên làm như này mà người ta làm theo, mà mình có thể là nhìn vào mặt trái để mình tránh. Đấy cũng là một cái rất là hay và mọi người cũng có thể tham khảo về những vấn đề như thế. Đặc biệt, thông qua những phản biện mang tính khoa học và thực tế của phó giáo sư Ryo Uchida, Căn bệnh giáo dục còn giúp mỗi độc giả trau dồi kỹ năng về tư duy phản biện cho chính mình. Cái cách thức học của ngày xưa là học gạo, nhắc lại những lời thầy cô giáo, không dám cãi lại thầy cô giáo là nó sẽ không hợp lý với bây giờ nữa. Tư duy phản biện, tranh luận một cách văn minh với người khác có thể là các bạn khác hoặc là thầy cô giáo, là một điều vô cùng cần thiết trong xã hội hiện đại ngày nay, xã hội toàn cầu hóa hiện nay. Đúng như thông điệp cuối trong cuốn sách mà tác giả Ryo Uchida muốn gửi gắm, giáo dục tất nhiên đem lại điều tốt đẹp, đem lại ánh sáng. Nhưng quan trọng là chúng ta phải nhìn nhận vào những vấn đề chưa làm được và tìm ra gốc rễ để giải quyết nó, thay vì chỉ chạy theo thành tích. Vì thế, giáo dục là sự nghiệp của tất cả chúng ta. Trong cuốn sách này thì tác giả có nhắc tới lễ thành nhân 1/2 là nghi lễ chúc mừng những học sinh lớp 4 tròn 10 tuổi. Và theo như tác giả phân tích thì đối với nhiều đứa trẻ đây lại là hành động mang tính bạo hành tinh thần, được giấu trong hoạt động có vẻ ngoài mang tính nhân văn. Cá nhân anh thì đánh giá như thế nào về góc nhìn này của tác giả, và theo anh thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào trong việc là xây dựng các hoạt động mang tính giáo dục trong trường học hiện nay ạ? Đây là một cái phát hiện rất là thú vị của tác giả, tôi đánh giá là như vậy. Bởi vì là ở Nhật cũng như Việt Nam, gần đây chúng ta có xu hướng là nhà trường muốn kéo phụ huynh vào các hoạt động cùng với nhà trường. Tuy nhiên thì phụ huynh và nhà trường thường mắc một cái sai lầm, đó là đồng nhất hóa mô hình gia đình.
Tức là chúng ta luôn quan niệm là trẻ em được sinh ra trong gia đình hạnh phúc, có đầy đủ vợ chồng, bố mẹ và con. Thế nhưng khi mà tiến hành các nghi lễ như là nghi lễ thành nhân 1/2 thì trẻ em phải làm các động tác như là nói lời biết ơn với cha mẹ này, ôn lại các kỷ niệm mình sống trong gia đình. Thì nó vấp phải một vấn đề là xã hội Nhật hiện nay số liệu thống kê cho biết là tỷ lệ ly hôn trên kết hôn là 30%. Tức là cứ 10 đôi kết hôn là có 3 đôi ly hôn, chưa kể đến ly thân. Và tình trạng bạo lực trẻ em cũng không phải là không có, có xu hướng gia tăng trong giai đoạn dịch bệnh hoặc là giai đoạn kinh tế khủng hoảng. Thế thì khi mà đứa trẻ đã bị bố mẹ bạo hành hoặc là gia đình tan vỡ chỉ có bố hoặc mẹ, mà đứa trẻ trước rất đông người ở trong một buổi lễ như vậy lại phải nói những lời tốt đẹp với bố mẹ, hoặc là phải viết thư gửi cho bố hoặc mẹ, trong khi trên thực tế là không có bố sống cùng hoặc không có mẹ sống cùng, thì đấy là một sự tổn thương về tâm lý và nó giống như hình thức bạo hành tinh thần. Chẳng hạn như là nếu như đứa trẻ bị bố mẹ đánh đập thường xuyên hoặc là bố mẹ ly hôn mà trong cái buổi đó đứa trẻ lại phải phát biểu cảm nghĩ, cảm ơn bố mẹ thì sẽ rất là khó cho học sinh. Cho nên đây là một phát hiện mà ở Nhật người ta cũng đánh giá rất cao phát hiện này của ông. Không chỉ vạch ra những vấn đề tồn tại ở trong giáo dục từ phía học sinh mà tác giả cũng đã chỉ ra những nguyên nhân rào cản từ giáo dục đến từ trường học xuất phát từ chính các giáo viên và phụ huynh. Anh có suy nghĩ như thế nào về quan điểm này của tác giả? Như chúng ta thấy trong cuốn sách ông phân tích ấy, những cái sự cố trong giáo dục hay là bóng tối trong giáo dục ấy gây ra không phải thuần túy là chỉ ở phía nhà trường, mà nó xuất phát có khi lại chính từ mong ước của phụ huynh, đó là phụ huynh kỳ vọng quá nhiều của con, kỳ vọng rất lớn và muốn có được kết quả lớn trong thời gian ngắn, dẫn đến là nhà trường chịu áp lực lớn từ phụ huynh. Và cái xu hướng ở trong xã hội hiện đại ấy, người ta coi giáo dục là một ngành dịch vụ, và do vậy khi mà phụ huynh là người đóng góp kinh phí, đóng thuế để cho giáo dục hoạt động, thì người mà sử dụng dịch vụ có quyền đưa ra yêu cầu dịch vụ phải đáp ứng được. Ví dụ tôi bỏ bằng này tiền ra tôi phải nhận được một cái sản phẩm tương ứng, và đấy là một áp lực rất lớn đối với cả trường tư lẫn trường công. Và khi mà muốn đáp ứng được cái lòng mong mỏi đó của phụ huynh, tất yếu là nhà trường sẽ biến học sinh thành vật hy sinh để đạt cho được những cái chỉ số, những cái thành tích, những cái mà phụ huynh có thể nhìn thấy và đánh giá cao. Và đấy nó dẫn đến bi kịch của giáo dục hiện đại. Được biết là anh Vương đã có một khoảng thời gian học tập và làm việc tại Nhật Bản. Vậy thì anh thấy rằng là tư duy phản biện ở giáo dục Nhật Bản thì sẽ góp phần như thế nào giúp cho nền giáo dục được cải thiện hơn? Và mỗi độc giả của chúng ta sau khi đọc xong tác phẩm này thì chúng ta sẽ học hỏi được gì từ cách phản biện của tác giả trong cuốn sách này ạ? Tôi nghĩ là cái tư duy phản biện rất là quan trọng đối với người làm giáo dục, cả phụ huynh lẫn giáo viên, cũng như những người làm nghiên cứu. Tại vì là nhận ra cái hay, cái tốt hay thành tích của giáo dục thì ai cũng có thể nhìn ra được khi nó làm tốt. Tuy nhiên những người có chuyên môn, những người mà quan tâm đến giáo dục thật sự thì luôn phải có ý thức vấn đề để tìm ra những vấn đề mà giáo dục đang đối mặt để có thể là giải quyết để làm cho giáo dục tốt đẹp hơn. Nước Nhật sau năm 1945 dưới tinh thần của hiến pháp mới thì tinh thần phản biện của các nhà khoa học và công dân rất là được coi trọng. Cho nên nếu như mà đọc sách vở của người Nhật viết về giáo dục thì ta thấy là giáo dục Nhật đầy rẫy vấn đề. Tức là họ thường viết nhiều về vấn đề hơn là về thành tích, trong khi thế giới thì thường lại ca ngợi thành tích giáo dục của Nhật. Có lẽ đó là nó xuất phát từ một cái bản tính, một cái bản năng hay là một ý thức rất cao về vấn đề của người Nhật. Cho nên tư duy phản biện nó giúp cho giáo dục Nhật có thể vượt qua rất nhiều khủng hoảng trong quá khứ để đạt được thành tích hiện tại. Cho nên tôi nghĩ rằng là bài học của Nhật rất là quan trọng với chúng ta ở chỗ là giáo dục tất nhiên đem lại điều tốt đẹp, đem lại ánh sáng, nhưng quan trọng là ta phải can đảm nhìn vào những thứ chưa làm được hoặc là những vấn đề đang tồn tại và tìm ra gốc rễ để giải quyết nó, thay vì là chúng ta chỉ có chạy theo thành tích hoặc là chúng ta chỉ ca ngợi cái chúng ta làm được. Cái đó là rất là nguy hiểm. Có thể thấy rằng là không chỉ Nhật Bản đâu mà bản thân Việt Nam chúng ta cũng đang đứng trước những bài toán giáo dục. Vậy thì thông qua cuốn sách Căn bệnh giáo dục thì nền giáo dục Việt Nam của chúng ta sẽ có thể học hỏi được những bài học quý báu gì thưa anh? Thông điệp lớn nhất mà tác giả muốn đưa ra từ cuốn Căn bệnh giáo dục này á, là giáo dục là sự nghiệp chung của toàn thể quốc dân. Do vậy không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà các nhà giáo dục cũng như là từng công dân phải suy ngẫm rất là sâu về triết giáo dục, tức là cuối cùng giáo dục muốn hướng đến tạo ra con người như thế nào. Và từ đó ba bên sẽ hợp tác để làm sao cho giáo dục trường học, giáo dục gia đình, giáo dục xã hội chia sẻ một triết lý chung đó, từ đó hướng đến để thực hiện những điều tốt đẹp, thực hiện cái thứ mà người ta gọi là ánh sáng của giáo dục đem lại, cũng như là hạn chế được bóng tối của nó, tức là những vấn đề. Cho nên là công dân cần phải đối thoại với trường học,
cũng như là trường học và công dân cần phải đối thoại với các cơ quan quản lý như Ủy ban Giáo dục hoặc là Bộ Giáo dục hoặc là nhà nước. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn dịch giả Nguyễn Quốc Vương đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình. Và hy vọng rằng là thông qua cuốn sách Căn bệnh giáo dục, chúng ta sẽ có thêm những góc nhìn mới mẻ để giúp cho nền giáo dục nước nhà ngày một phát triển bền vững hơn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay hy vọng đã giới thiệu tới quý vị và các bạn thêm một cuốn sách hay và ý nghĩa. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.